Quý vị, những ngày vừa qua, các tỉnh Bắc Bộ đã xuất hiện mưa dông. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Đặc biệt, trong chiều qua tại Hà Nội có mưa lớn đạt mức lịch sử sau gần 40 năm, gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng. Mưa lớn được dự báo vẫn tiếp diễn trong những ngày tới và điều mà nhiều người dân lo lắng là trận mưa lịch sử liệu có lặp lại hay không. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mai 31 tháng 5 tại khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm, nguy cơ ngập úng vẫn rất cao. Theo số liệu thực đo của khu vực Láng vào chiều qua là 140mm, Thanh Trì 119, Đông Anh 73, Hoài Đức 53mm. Số liệu lịch sử tại trạm Láng, lượng mưa tích lũy trong một tiếng đồng hồ ngày 15 tháng 7 năm 1999 là 114,9mm. Số liệu lịch sử lượng mưa tích lũy trong 2 giờ ngày 18 tháng 6 năm 1986 là 132,5mm. Như vậy, lượng mưa ở Hà Nội đạt mức lịch sử sau gần 40 năm. Nguyên nhân gây mưa là do rãnh thấp có trục đi ngang qua khu vực này khiến mây dông hình thành và gây mưa. Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng cho biết một giải mây có tên là mây Yu thường xuyên gây mưa ở Trung Quốc và năm nay có xu hướng dịch chuyển ảnh hưởng về phía nước ta và hoạt động mạnh trong tháng 5.